Rồi ok. Này bây giờ trận tiếp theo với lại trận chiến thần Asina. Chiến thần Asina đương nhiên rồi, Asina là 100% chơi chày. Chiến thần Asina thì full đồ hình nhưng mà bỏ Kabuto. Nhưng mà bỏ Kabuto. Nhất quyết mấy ông này bỏ Kabuto. Ôi vô luôn. Mấy ông Kabuto nó mạnh trong mày đủ đâu. Kabuto nó mạnh gì mà mấy ông bỏ Kabuto vô được. Không hiểu mấy ông này bỏ Kabuto luôn. Hay thiệt. Rồi chung một vết xe đổ thôi. Đây 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 mấy ông con này, đây đây, đây mấy ông con nha. Đây nha. Đây là con Gokitsu xếp đối diện con Kabuto nha mấy ông con này, mấy con Gokitsu này đá con Kabuto tới mai nó mới chết. Tôi thiệt. Con Gokitsu này đá con Kabuto tới mai nó mới chết. Vậy con Gokitsu này đá con Kabuto này tới mai nó mới chết, đá sợ hết game Kabuto này nó cũng cỡ không mất 50% máu. Tôi khẳng định với mấy ông luôn, đá không mất 50%. Vậy con Kabuto nó vô chưa về đầu vũ đầu mẹ luôn. Buồn ghê luôn, buồn. Chán mấy ông quá. Rồi tính năng chiến thuật ra ngon cái gì mà tôi thấy hầu như là mấy anh em chưa tận dụng được đó mấy ông thấy không? À tôi giờ tôi nói ví dụ này nè. Ngày xưa á con Kabuto á nó đuối tại vì sao? Có nghĩa là khi mà con mực đúng không, là mấy ông bình thường á là mấy ông có 6 nộ, kể cả khi mà mấy ông lấy mực ba nó có nộ thì mấy ông phải đợi tới lượt con Kabuto, đợi tới lượt con Kabuto nó đấm skill thì nó mới bắt đầu nó chi kích được. Mà còn bây giờ mấy ông đi đòn vũ đầu con Kabuto của mấy ông bill chừng 20 triệu máu à. Rồi mấy ông vô đồn hủ đầu cái con Kabuto đi luôn mà nó đấm một phát 13 triệu. Nó đấm một phát 13 triệu mà mấy ông đi nó đấm 3 phát là bao nhiêu? Nó đấm 3 phát là bao nhiêu? Đó, 39 triệu đam chưa? Trời ơi, đó, nó đấm một phát 13 triệu. Nó chả cần nổ, nó chả cần đi trước luôn, nó cứ xếp đồn hủ đầu quá nhân đi trước xong rồi con Kabuto nó cứ đấm thôi. Chừng nào mà ra tới chừng nào mà ra cũng tăng top á thì may ra con Kabuto nó không còn đủ chơi thôi em ơi. Ra đi cây á, ra đi cây với nhầm. Ra đi cây thì con Kabuto nó mới không còn chủ chơi đó, chỗ đấm phép 15 triệu. Đây mấy ông thấy không? Nè. Chưa gì mới có được có 6 lượt hành động mà, mới có 6 lượt hành động row 1, 6 lượt hành động mà Asina con mực của Asina vô siêu quốc quốc bên kia con bét của cái sư của Asina nổ mất mẹ con rồi sao á. Đúng không? Đúng rồi, nổ mắt một con rồi. Bên kia còn hai con bé còn 50% máu. Kabuto còn nguyên cây. Ôi. Kutoburi. Chán thiệt sự luôn. Ờ con Kabuto mấy ông coi mày con cua cái sư đá vô con Kabuto nó phản đam bể đầu luôn. Ôi. Trời sao cào vô con chày không vậy ba má, bán đồ sao vậy cào vô con chày không vậy? Ồ mấy con đĩa ra run nó cào vô con chày không à, mày bán đồ mẹ rồi. Má nó thì cái con ra mẹ con ra run của Asina mày nó bán đồ mày cứt ra thua đúng thảm trận này luôn á, mày ra run cào 2 lần vô con chày luôn mày cứt à. Chán đầu thì đó trời ơi, mấy ông coi lại mẹ hồi 11.000 máu. Trời ơi, cái tính năng chiến thuật hồi cho con Kabuto 11.000 máu. Ôi má con kinh đam 12 triệu đam. Đợi đâu quá game còn gì để chơi đâu quá game lỗi mày cứt ra. Con kinh đam 12 triệu đam. Ôi ơi mà mẹ ba nè đúng không, ba xấu về mười 12 triệu đam rồi, về 12 triệu rưỡi đam gần 13 triệu đam đi. Đéo hiểu. Má búp gì con mực đĩ mực lên bút về kinh bây giờ đéo khác gì một con DPS. Ơi má ơi game nó crack. Trời ơi bên kia đam 17 triệu.
Ôi má, ông kia đam 12 triệu là tôi đã thấy mệt rồi. Vì con kinh của Ashina đam 17 triệu. Má còn gì mạnh hơn nữa không? Ôi má, chơi game thiệt chứ. Mày đúng, mày coi mấy trận này coi mới đã rồi. Coi như gì coi đó mới hay. 9 triệu 7. Chết con kinh luôn. Rồi ông Kabuto quýnh nãy giờ nó cứ nhiều đó máu rồi sao quýnh. Ôi 15 triệu. Yếu lắm nha. Kabuto đấm bét 15 triệu bạo kích luôn mà. Đấm mà đấm còn bạo kích nữa. Xong con kinh đó nó hồi lại, cứ hồi lại con Kabuto nó cứ hồi hoài luôn. Hồi tính năng chưa? Kabuto cũng không hết máu luôn. Vẫn đỡ đòn, hồi máu chưa? Rồi hồi. Sao mà đỡ được? Sao mà mấy ông đỡ được? Sao mà xếp được em vô giao tranh tới giờ đó? Mấy ổng canh, mấy ổng lười á chứ. Thu trắng luôn. Uống trận trận của New Blue quýnh còn ngang kèo, còn ấy chứ, còn trận này là Ashina thu trắng rồi, là thu trắng luôn á. Không giết được con nào luôn, thu trắng. Buồn quá, tôi buồn mấy bạn quá. Còn Kabuto đá có một phát 13 triệu đá, biết chừng nào mới chết được con mẹ con Kabuto này. Con Sam này nó trâu ác luôn nè. Rồi nóng quá, nóng. Thôi mấy. Ôi mấy ông thấy cái quả không? Mẹ con Gu Kích Sư mẹ đá con Sam được có 75k đam. Trong khi đó con Kabuto đấm con Sam được tới 14 triệu đam. Ôi đồ má, game cuộc đời mẹ mang tiếng, mẹ mang tiếng ra sau. Mẹ con Sam mà nó đỡ đòn phát là bình đẳng chúng sinh luôn. Bây giờ chỉ có chày mới sấy vô máu được con Sam thôi. Tất cả đều vô nghĩa, vô nghĩa.